Chào các mọi người nha. Hôm nay thì em về một số quận dây điện có dây 0.75, 2.0, 4.0, 3.5 đầy đủ các loại nha. Máy móc cầm tay, dao rừng, dao bếp đủ loại. Rồi, đi nhanh vào từng món nha. Đây mã số G1. Này một quận dây điện. Dây 0.75 nha. 0.75. Hai da, hai lõi nha. Quận này mã số G1 160k. Khoảng 10 45 m nha. Mã số G2. Quận dây 2.0. Ba lõi. Dây Kawasaki nha, dây bãi nha. Đồng rất là mềm luôn. Xoắn cực lâu nhưng mà không dễ bị đứt nha. Một quận như thế này. Mã số G2 300k. Mã số G3. Quận dây dây này dây 1.0 nha. Dây đơn nha, dây đơn. Có bọc kẽm này. Đó. Dây đơn có mạ luôn. Rồi. Một bộ dây như thế này, mã số G3 420k. Khoảng 1,6 kg nha. Mã số G4. Quận dây 4 lõi. Quận dây 4 lõi, 3 lõi. 3 lõi. Quận này dây 4.0 nha. Dây cực lớn luôn. Hai da. Dày. Cứng cáp. Một quận dây như này. Mã số G4. 380k. Cũng may về hàng trễ nên là cũng chưa kịp đo mét nha. Bác nào có nhu cầu thì bỏ ra đo mét cho các bác nha. Mã số G5. Một quận. Dây còn đẹp nguyên. Cái này 4 lõi nha, 4 lõi. Dây 3 chấm. 4 lõi. Trong này nó có cả dây dù nữa này. Hai da nha. Mã số G5 820k. Quận rất lớn luôn. Như này thôi nhưng mà cũng khá nặng nha. Nặng khoảng 7,5 kg nha. Quận như này 7,5 kg. Rồi, tiếp theo thì số than máy nha, than máy cũng còn rất là đẹp, khá dài luôn, đầy đủ kích cỡ nha. Về thì mình lựa cặp nào phù hợp với máy nào của mình thì mình sử dụng thôi. Nào mà nó hơi nhỏ hoặc hơi lớn chút thì mình có thể mài đi. Và một bộ này khoảng 200k, tầm từ 20 đến 30 cặp nha, tùy kích cỡ lớn nhỏ. Rồi, một bịch than máy như thế này. 140k nha, 140k. Để các bác đi mua lẻ thì cũng tầm 20 đến 40 nghìn một cặp than rồi. Trong khi đó thì than tàu thì xài nó cũng rất là mau hao. Đấy thì mình tận dụng nhiều hơn. Để giao lưu cho các bác thôi. Bác nào xài nhiều thì mình sử dụng. Rồi. Đây thì vẫn còn một số quận băng dính nhá, là băng dính nano, băng keo điện. Đây là hàng Việt Nam nha, Việt Nam. Một cọc như thế này, 10 quận, một cọc 10 quận là 55k. Băng dính Nhật Bản, băng keo Nhật Bản, 20 da nha, 20 da. Một cọc 10 quận,
Cái này là 85k nha, 85k một cọc. Còn số ít thôi. Nào cần sử dụng thì mình liên hệ sớm nha. Mã số G6. Chiếc máy nhám. Cũng còn khá đẹp nha. Này xài điện 110 Ryobi. Công suất là 190W. Này bao chạy cho các bác nha, test rồi. Và một chiếc máy nhám này, mã số G6 290k. Còn rất đẹp nha. Mã số G7. Này một chiếc máy cắt rung, còn rất là mới thôi. Tem mác còn nguyên này. Về thì mình tự thay lưỡi nha. Xài điện 110. 110. Này thì nó không có ghi công suất 190W nha. Tem mác còn nguyên luôn. Mã số G7 290k luôn. Mã số G8. Chiếc máy bào nhỏ. Cũng bao chạy luôn nha. Còn rất là mới luôn. Điều tốc này. Tem mác cũng còn nguyên. Này thì nó không có ghi hãng gì. 250W. Xài điện 110 nha các bác. Điện 110. Mã số G8 290k luôn. Cảo hai cháu. Còn rất là đẹp nha. Gập gác còn nguyên, không hư hại gì nha. Đấy, đi về mình điều chỉnh. Siết lại ốc thôi là được. Này của nó là 90 nhân 100 mini. Rất chắc chắn nha, dày dặn. Và một chiếc cạo hai cháu như thế này. 260k. Xe mắc. Mã số G9. Cây cuốc. Bản cũng khá lớn luôn, hai lớp thép này. Hai lớp thép. Rồi, mã số G10. Con dao cai cút MV3000. Khâu liền nha, khâu liền, cán phun luôn. Còn mới nguyên, rất là đẹp nha. Đây có số hiệu này. Ba chốt. Đấy, chiều dài của nó 16,5 cm. Bản 4,5 phân. Mã số G10 250k. Đấy, về mình mài sơ đi là được. Mã số G11 là thủ công thép carbon. Này dài 17 cm. Bản 4,5 phân nha. Trong này nó cũng khá là dày. Đấy, khoảng 2,5 ly nha. Cứng cáp luôn, cán còn đẹp nguyên. Đây có chữ này. Mã số G11 240k. Mã số G12 là Masamoto. Một hãng khá nổi tiếng của Nhật. Thép trắng nha. Chiều dài của nó là 19,5 cm. Bản 4,7. Còn rất đẹp luôn. Mã số G12 800k. Mã số G13 còn là Sugimoto. Dòng này cũng dòng cao cấp nha. Còn rất là đẹp. Gỗ hai chốt đồng này. Chiều dài của nó là 20 cm.
bản 3,5 phân, mã số G13, 590k Sumimoto. Mã số G14 và ngựa chữ A Kiri, còn rất mới nha. Chiều dài của nó là 16,5 cm, bản 5 phân, mấy dày khoảng hơn 2 ly nhá. Mã này cũng tầm hơn 1 ly, khá cứng cáp, bản còn nguyên luôn, cán thì cũng còn chắc chắn, điều nó hơi nứt chút, về mình có thể bỏ keo dán gỗ mình đánh đi thôi là được rồi, không cần phải thay cán nhá. Mã số G14 300k. Mã số G15 thì đề 3 còn rất là mới nhá. Chiều dài 15 cm, bản 5 phân, này là dày 6 ly nhá, dày 6 ly, cảm khá là lạ tay, cán còn đẹp nguyên luôn. 5 phân thì cũng thuộc dòng tầm trung rồi. Mã số G15 250k. G16 còn đề 3 này khá dài nha, chiều dài 17,5 cm, bản 5 phân, con này dài ghê ta. Này thì về bác nào muốn đẹp hơn thì mình có thể trả lại nha, sáng là thôi. Chữ này cán cũng còn chắc chắn, yếu cái khâu của nó thì nó hơi xước một chút thôi, không ảnh hưởng nha. Mã số G16 290k, dày 7 ly nha, trong này thì dày khoảng 8 ly. Mã số G17 còn cai, cán cực đẹp luôn, khâu inox, chiều dài 18 cm, bản 4 phân, còn rất là mới nha, dày 2 ly, phun cán luôn. Mã số G17 250k. G18 Damascus, đây có vân của nó này, mà hơi bị mờ nha các bác. Đây nó ghi là 67, 67 lớp thép. Cán liền luôn, cũng còn rất là đẹp nha. Chiều dài 16,5 cm, bản 4,5 phân. Cái này cầm cũng khá là nặng tay nha, đầm tay luôn. Mã số G18 650k. Ở đây thì có một số kìm chất xích của LS nha, còn rất là đẹp luôn. Cái này chiều dài tổng của nó khoảng 22 cm nha, 22 cm, rất là cứng cáp nha, chắc chắn. Này bác xài dùng để mở những con ốc mà nó ngoại cỡ nha, nhựa hoặc là con ốc sắt lớn. Có điều chỉnh nha. Rất là nhạy luôn, trơn tru nha. Ngàm bằng thép CRV, cực kỳ cứng nha. Mạ niken chống gì. Rồi, một chiếc kìm chết xích như thế này, em đang bán với giá là 180k nha, 180k một chiếc. Cưa LS, cưa 2 lưỡi nha, này dài khoảng 35 cm, cưa cong này, cán của nó bọc cao su này, cái này có lỗ này để mình có thể gắn ống nhôm hoặc là ống tre cũng được, ốc để mình
khóa này, kéo dài ra đấy. Tùy các bác nào muốn 2m 3m thì là dài ngắn tùy ý nhá. Hai lưỡi, lưỡi trên này có thể để cắt để tránh cho khỏi tước vỏ cây nhá. Lưỡi dưới này hai lưỡi đấy, thuận tiện cưa dưới thấp cũng được mà trên cao cũng được luôn. Nào cần trên cao thì mình cưa trên cao, cần dưới thấp thì cưa dưới thấp thôi. Cực kỳ sắc bén nha, mạch lớn. Có lỗ để xả mùn này, cưa rất là nhanh. Rồi một chiếc cưa LS như thế này, cưa hai lưỡi 180k một chiếc nha. Rồi, mã số G19. Chiếc tăng đơ nha. Tăng đơ. Đã đồng, rất là đẹp luôn. Nhỏ gọn nha. Khá là mạnh. Đồng theo kiểu dáng cổ. Này nó xài pin sạc nha. Có bộ kẹp, bộ sạc đi đi kèm nha. Sạc đi kèm. Bộ cứ 2-3 món nha. Ba cữ này. Bộ vệ sinh lưỡi. Khá là mạnh nha. Ngày một bộ tăng đơ như này. Mã số G19 140k. Rồi, mã số G20. Dao dòng thép không gỉ cao cấp nha. Cán nhựa giả gỗ ấy. Khá là đẹp. Cũng rất là sắc bén nha. Này chiều dài của nó là 16,5 cm, bảng 4,5 phân, khâu inox. Mã số G20 190k. G21 dao 3 lớp thép vân sóng này, nó bị mờ mòn một chút rồi, khá mới luôn. Seki nha. Chiều dài 17 cm là dài, bảng 4,5 phân, cán cực đẹp luôn. Mã số G21 280k. Mã số G22 viên đá mài, đá mài hai mặt nha, mặt 3000 8000, bản cực lớn luôn, bản 6 phân, dài 18 cm, dễ sử dụng mà cũng rất là ăn thép nha. Có đế chống trượt này, đế cao su chống trượt một viên như thế này. Mã số G22 220k. G23 dao thép không gì, này nó sơn màu trắng nha, cán nhựa rất là đẹp luôn, khá sắc bén nha. Này thì nó chưa có in chữ nha. Chiều dài 16,5 cm, bản 4,5 phân. Mã số G23 130k. Mã số G24 dao và pizza, chiều dài 18 cm, bản 4,5 phân, cũng còn rất là đẹp nha. Mã số G24 320k. G25 con dao không gỉ cao cấp, hai carbon, tỷ lệ carbon cao nha, rất là sắc bén. Chiều dài 15 cm, bản 4,5 phân, cán liền nha, khâu liền, còn khá đẹp nha, sơn màu đen lịch sự. Con này cầm rất là đầm tay nha, khá là nặng. Mã số G25 250k. G26 thì niếc dao, dao tròn nha, sớ dọc còn nguyên nha, chưa bị mòn thớ nha. Mã số G26 80k. Mã số G27
những dao kim cương, mặt cũng khá là mịn, hai mặt, mặt bán nguyệt này, mặt phẳng, cán ốp gỗ cực đẹp nha, dài khoảng 14 cm, mã số G27, 180k. Mã số G28, dao chặt này dày khoảng 3,5 ly nhé, 3,5 ly, nặng 500 g nhé. Bắt đầu này khá đẹp luôn, không nặng quá mà không nhẹ quá nha. Chiều dài 18 cm, bản lấy 9 phân, mã số G28, 280k. G29, dao mini, dao chặt mini này không biết là dùng mục đích gì, khá là lạ luôn. Chiều dài nên nó khoảng 7,5 phân nhé, bản 4,5 phân, dày 8 ly, dày 8 ly, mài một mặt nha, mới nguyên. Mã số G29, 150k. G30, dao Colombia có bao luôn, cũng khá đẹp nha, dày 4 ly, chiều dài nó khoảng 18 cm nha, 18 cm, rất sắc bén. Mã số G30, 390k. G31 này kiểu dáng nó cũng khá lạ, một bên thì vân búa này, một bên thì trơn. Còn mới nguyên nha. Chiều dài của nó là 16,5 cm, bản 4,5 phân. Cán gỗ nha, hai chốt. Mã số G31, 250k. Mã số G32, dao Thái. Chiều dài của nó 22 cm, bản đây là 9 phân, rất là sắc nha. Này là làm sâu vào mình có thể cầm sát vào trong này, sử dụng được lực nó nhanh hơn, nhiều hơn. Mã số G32, 390k. G33, dao Đức một hình người, một hình người, ba chốt nha, phun cán luôn, rất là nặng. Dòng dao Đức này thì nó làm thường rất là dài và dày, chiều dài 18 cm, bản này 4 phân, còn khá mới. G33, 170k. G34, dao quả cai NS100, chiều dài 17 cm, bản này là 4,5 phân, cũng còn rất đẹp nhé. Mã số G34, 190k. G35 này siêu lớn luôn, chiều dài 25 cm, 25 cm, bản này 5 phân nha, 5 phân, cũng còn khá đẹp nha. Cái này là nó ố thôi, về mình mài lại, đánh lại là nó trắng sáng ra thôi, không có bị rỗ nha các bác, không bị rỗ đâu. Về các bác mài lại nha. G35, 370k. G36, sashimi thiệp không gì nha, dài 21 cm, bản lấy 3 phân, mài một mặt, còn mất mới nha. G36, 250k. G37, sashimi chiều dài 20 cm, bản 2,7, dày khoảng hơn 2 ly nha, còn khá đẹp. Mã số G37, 220k. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay, bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.